cái thầy bây giờ cộng đồng nó đang lên án vậy rồi mà mày mình cứ phản biện đi phản biện lợi thì con không biết năm nào nó sẽ hết. Nhưng mà đúng không thầy? Bây giờ mà ở đây, thiệt thòi nhất cũng là thầy. Con nói thiệt, nếu mà mình cứ phản biện vậy, bây giờ con thấy cái cách tốt nhất như nè thầy. Thầy cứ ai nói thì nói. Mình cứ vững lòng. Nếu thầy đã xác định thầy đi tu thì bây giờ người ta có nói xấu thầy kệ, người ta có chửi thầy kệ, ai phỏng vấn kệ, giờ tôi không phỏng vấn nữa. Tôi không muốn để mà cộng đồng này nữa, tôi chỉ muốn lo ăn học, tôi muốn lo tu, đúng không? Đó là tâm nguyện của thầy. Thì thầy hồi nào giờ như thế. Dạ. Bây giờ có đến với thầy, nó có đến thì thầy không có trả lời nữa. Thầy nói bây giờ thầy không muốn nữa, thầy cũng bây giờ thí dụ như sau này thầy có chuyện không, gì không được. Nếu như vậy thì không có thể là nói cái đúng cái sai, tại vì thầy ăn đó, học thành tài. Bây giờ được. Mà thầy không dây hết kinh sách. Bây giờ thì cũng không. Bây giờ thầy lúc này nó đang nổi sóng. Mà thầy cứ phản biện hoài thì sóng nó nổi hoài, nó không xuống. Thì túng đoạn giống như biển đi, sóng này không được vào bờ, mà cái nhà hàng vạn hàng thầy, cá cứ sổ vào bờ. Thầy lúc thầy nào sóng cũng không dứt, mà ngừ thì cũng không chấm dứt. Lúc nào thầy thiệt thòi là thầy. Không. Thiệt thòi là thầy. Thì thầy biết chấp nhận mình ra cuộc đời nó như vậy rồi thì mình phải chấp nhận. Con thấy bây giờ ví dụ như mình giờ thầy nói trốn đi đâu cũng không khỏi. Bây giờ không cần mình mục đích nói đi nói lại cũng được gì. Không cần thầy trốn, mà thầy ai hỏi gì mình không nói nữa. Giờ nói bây giờ tôi không muốn lên tiếng bất cứ gì nữa. Tôi muốn yên ổn để tôi tu, tôi đi học. Tại vì bây giờ tôi có ai cho thầy yên ổn hay không? Bây giờ quan trọng bản thân thầy từ chối thôi. Nếu thầy từ chối thì ai làm được gì thầy? Bây giờ thầy cứ tuyên bố lên cộng đồng, từ đây tới sau đừng ai phỏng vấn bất cứ cái gì tới tôi nữa, tôi không muốn nói cái gì nữa hết. Để yên ổn cho đi tu. Còn ai mà cứ lại phấy rối tôi thì nhờ cộng đồng đứng ra bảo vệ tôi giùm. Thì vậy có thì ai bảo vệ đâu. Bây giờ thầy chẳng hạn như chùa thầy đi, có một sư cô già yếu đuối không ai lo cơm nước, rồi chùa thì thầy thì đi học rồi lâu lâu về một lần, mà mỗi ngày cứ người này là lại quấy rối người kia quấy rối. Tại vì lúc trước á, lúc trước là mọi việc nó người ta tò mò. Thầy cũng thông cảm với người ta tò mò, người ta mới tới. Bây giờ mọi việc sáng tỏ rồi. Thượng tọa Thích Chân Tính cũng đã lên tiếng, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng đã lên tiếng, và các thầy khác cũng đã lên tiếng. Thì có nghĩa mọi việc nó đã sáng tỏ. Chúng ta nên khép lại chứ không, chúng ta không nên kéo dài mãi cái cuộc đúng chuyện rồi này. Thì thầy cũng tại muốn vì cho nó hòa bình. Dạ đúng rồi. Bình yên, nhưng mà bản thân thì, á các ngài thì nói tóm gọn, đừng xét cái lỗi người khác, đừng xét lỗi nơi thầy, mà phải gì tập trung coi thầy làm những việc gì và tu tập ra sao, ăn học đến chốn chưa, để hỗ trợ cho thầy đủ điều kiện để thầy lo học thành tài, mới làm việc cho giáo hội được, mới làm việc cho quê hương đất nước của mình. Cái ở đây nè, cản trở từ cách đi đứng nằm ngồi, rồi cản trở thầy xây dựng chùa, rồi cản trở về mặt học hành, rồi kiểm trợ thầy mọi cái hoạt động, thì làm cho thầy phải không có thời gian. Bây giờ vậy nè, con có nghĩ một cách mà tốt đẹp nhất, thầy cứ về sám hối, sám hối với các thầy. Không, con mình đâu có sai gì sám hối. Nhưng con lại nói bậy, làm việc đúng không có gì sám hối, mà mình đâu có thuộc về ai đâu sám hối. Chừng nào mình đệ tử của người đó mới sám hối, thầy đâu có đệ tử mấy ổng đâu sám hối. Nhưng mà thầy cũng không có liên quan gì tới mấy ổng. Bây giờ thầy có tu bên đó, nhưng mà Việt Nam mình không công nhận, có thầy nghĩa cũng là không nhận Việt Nam, thầy không công nhận giáo hội Phật giáo, và không có giờ vô giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng khổ vốn đời đời và mãi mãi. Nhưng khổ nổi thầy đang sống trên đất nước Việt Nam. Thì sống thầy là cứ coi thầy công dân cũng được, coi ông thầy chùa cũng được, coi không phải ông thầy chùa cũng được, thầy không quan tâm. Tại tu rồi không có còn chăm chấp, không còn thầy bà, không có cái chuyện đó không quan trọng. Cái việc đó mình đừng nói nữa. Cái chuyện đó không là quyền quyết định của thầy. Nhưng thầy mà có quyền. Nhưng mà thầy con như là nói tóm gọn, thôi đừng nói con sai muốn lỡ mà nữa. Người nào mà đừng quan tâm nữa, đừng cái chuyện đó. Giáo hội không có quyền quyết định đúng hay sai cho thầy, không có quyết định đặt thầy ngồi đâu ngồi đó, tại thầy không phải là thuộc của họ. Và họ cũng không có nuôi thầy ngày nào, họ cũng không có quyết định. Hồi xưa thầy ăn học từ lớp nhỏ lớn, giáo hội cũng chưa nuôi, chùa chiền cũng chưa bỏ ra một đồng để chạy giấy tờ, cũng chưa cho xây chùa thầy là gì, và cũng chưa lo giấy tờ cho thầy đi đứng nằm ngồi làm những công việc gì, thì không có quyền biết quyết định gì cho thầy. Thầy còn phép tắc là thầy đã hại học lực, thầy biết phép tắc hết. Cái nào thuộc sở quyền người nào quản lý, và cái nào không thuộc sở quyền người khác quản lý là không được quyền nói, mà giáo hội cũng không được quyền lên tiếng. Mình là giáo hội là thành phần nhỏ nhất sự quản lý của nhà nước, và nhà nước các cái
cái giáo hội là một thành phần sự quản lý của tôn giáo, mà tôn giáo là trong đó lực của tôn giáo đã nói rồi, công dân có quyền vô giáo hội hay không vô giáo hội, mà con người có quyền tu hay không tu là người dân. Mà một người có thể tu rồi có thể ra khỏi giáo hội, không được quyền quản lý người ta. Nhưng mà mấy thầy nói là thầy ra rồi mà thầy còn mặc đầu tu, cho nên người ta người ta sẽ hiểu lầm thầy vẫn là người, một người tu sĩ. Thì giờ hồi xưa tới giờ thầy tu sĩ hay thầy người tu sĩ chứ tu gì. Nhưng mà mấy thầy nói trong giới Phật Nam thì thầy một giáo hội khác, thầy giờ có giấy tờ của một tôn giáo khác, một giáo hội khác, thì cái thầy đi đâu làm gì cũng quyền của thầy. Còn giáo hội Phật giáo quan tâm cho thầy gì? Không được quan tâm, không được nói gì xúc phạm danh dự của thầy, không được quyền nhắc tới thầy, không được chê bai thầy. Nếu chê bai thầy là chê bai giáo hội Phật giáo quốc tế và các hòa thượng Việt Nam sinh sống cả quốc gia khác, và hòa thượng là những người đệ nhất pháp chủ cũng như là thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam hoài 100 năm. Còn giáo hội Phật giáo mình đã đặng em là cái giáo hội Phật giáo mới thành lập lại chưa đủ điều kiện, không được công nhận, và người đàn em sau cùng phải tôn trọng giáo hội Phật giáo là các hòa thượng lớn Việt Nam mình sống ở nước ngoài. Thì thầy đã vô giáo hội Phật giáo ở nước ngoài và thầy là trụ trì được bổ nhiệm chính thức và được giấy tờ tu sĩ đầy đủ tại nước Campuchia, thì thầy đã đủ pháp lý rồi, thì thầy có trở về Việt Nam hay đi nước khác đều có quyền lực như nhau. Thầy sợ có sợ lừa một ngày nào đó thầy bị trục xuất về Campuchia không? Ai có quyền? Tại vì chính phủ cũng không có quyền, mà chủ tịch giáo hội Phật giáo cũng không quyền, tại vì thầy giấy tờ đầy đủ làm gì trục xuất. Nhưng mà thầy qua đây là thầy không nằm trên giáo hội ở đây. Nằm gì đã thầy nói rồi. Giờ thầy muốn nhập quốc tịch nước nào, thầy trở về Việt Nam vẫn là công dân Việt Nam, vẫn là người quốc tịch Việt Nam. Không có ai có quyền đặt để thầy ở đâu. Bây giờ giống như con đây, quốc tịch Việt Nam, con bay qua Mỹ, qua Anh, Pháp, con nhập quốc tịch, con mua nhà, mua cửa, con bán hết đất Việt Nam, con vẫn về, con về bên bển, rồi con muốn về Việt Nam, con vẫn là được quyền nhập lại quốc tịch Việt Nam, giữ phong tục Việt Nam, vẫn là công dân Việt Nam, không cần xin phép ai cả. Mà mình một có hai phương pháp, giữ, có nghĩa là mình cầm passport từ các quốc gia về thì mình dùng visa. Còn nếu mà mình cầm một cái giấy tờ nào của Việt Nam thì mình vẫn là người Việt Nam, vẫn còn giấy tờ đầy đủ, thì không có gì mà trục xuất không trục xuất. Nhưng mà thí dụ như mình ở Việt Nam mình phải theo luật pháp Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Đã nói thì sao, không phạm vờ thì thầy đừng có phạm pháp luật. Thứ nhất là không giết người, không trộm cướp, không tại dâm, không nói dối, không làm việc gì sai pháp luật nhà nước là đủ. Nhưng mà còn giáo hội không có quyền chê bai bất cứ tôn giáo khác, không biện luận tôn giáo khác, thì giáo hội không có quyền gì hết. Bây giờ thầy có quyền lật đổ chính quyền là giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cho hoạt động nữa. Rồi vậy không? Giờ giáo hội Phật giáo thầy không cho hoạt động nữa, làm sai pháp luật, chống đối với các cái giáo hội Phật giáo quốc tế và chống đối với đạo Phật ăn mặn của cả thế giới. Việt Nam mình chỉ một thành phần 1% giáo hội ăn chay, mà chống đối cả Việt Nam và cả thế giới thì giáo hội Phật giáo không còn trách nhiệm nữa, tu cũng chẳng có giá trị, mà lại là một người chống đối của các tôn giáo khác và giáo hội khác, thì không xứng đáng là một chủ tịch, không xứng đáng là một giáo hội có quyền hủy bỏ, có quyền tịch thu lại giáo hội Phật giáo Việt Nam, tịch thu lại các chức sắc, không có giá trị cả. Nhưng mà bây giờ thầy cứ nói gì hoài rồi ảnh hưởng không còn phản biện gì nữa hết. Tại vì muốn làm gì thì cứ đưa công văn vào ban tôn giáo chính phủ, đưa công văn kiện khưa cái đúng sai thì nhà nước giải quyết, chứ mình giáo hội là một thành phần nhỏ nhất trong 16 tôn giáo của Phật giáo ở tại Việt Nam, thì mình muốn gì phải có công văn rõ ràng, sai đúng gì đó thì mình mời về, một là trò chuyện, người ta không tiếp thì mình cứ chính quyền mời tổ chức nào tổ đó giải bài cái chuyện của mình. Còn mình làm sao đúng pháp luật tôn giáo, đúng pháp luật hiến chương của nhà nước, của chính phủ là đủ. Thôi được, đừng nói nhiều không hay.